1500 bao gồm là khung chân máy, thùng làm việc, khóa đóng mở nắp thùng, motor và CV chống giật. Vì của máy được làm bằng thép mạ kẽm chống oxy hóa có độ dày cao. Nắp thùng được dập khuôn định hình kết cấu liền mạch chắc chắn. Máy cũng được sơn bằng loại sơn chống rỉ chuyên dùng cho tàu thủy, rất bền, hạn chế việc ăn mòn và bị sét từ môi trường. Máy thái mịn Takio TK 1500 có miệng nạp nguyên liệu, được thiết kế hình tròn với đường kính là 20cm, độ nghiêng là 20 độ, giúp bà con có thể bỏ thức ăn vào bên trong máy một cách dễ dàng và an toàn. Được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến của Đức, máy chạy êm, bền bỉ và mạnh mẽ. Làm bằng nhíp ô tô, rèn theo dây chuyền công nghiệp nên đạt tiêu chuẩn chất lượng đều, đẹp, sắc bén, sản xuất kết cấu đặc biệt giúp máy chỉ băm một lần làm miệng. Ngoài ra thì khi băm, máy sẽ giúp giữ được các chất dinh dưỡng của thức ăn, làm cho thức ăn không bị dập và chảy nước. Có CB là 30A, dùng để cắt nguồn điện hoạt động cho máy, cũng như là bảo vệ máy khi mà hệ thống gặp những cái tình trạng như là quá tải, sụt áp hay là chập mạch. Điện không ổn định thì nó sẽ giúp bảo vệ máy không bị chập cháy hay là giật điện, thì rất là an toàn cho quý bà con trong quá trình sử dụng.